Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 28 tháng 8 của kênh VTC14. Thưa quý vị và bà con, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí mát ở phía Bắc, nên các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa rào và dông. Một số nơi thuộc đồng bằng đã xuất hiện lượng mưa lớn như là ở Hà Nội hay Hà Nam, khiến cho thời tiết khu vực khá mát mẻ. Trong đêm nay và ngày mai, sẽ áp thấp suy yếu dần, nên mưa tại vùng núi sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi, có chăng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Đồng Bằng. Đến trưa chiều mai thì mưa giảm trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay, phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Thưa quý vị và bà con, thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân như là nấm, vi khuẩn, virus gây bệnh sốt huyết trên cá chép. Để phòng và trị bệnh sốt huyết trên cá chép thì bà con cần phải lưu ý, vào những ngày thời tiết có mưa nhiều, bà con cần phải tạt vôi với liều lượng từ 1 đến 2 kg vôi bột cho 100 mét khối nước ao nuôi. Định kỳ 15 ngày, bà con dùng các chế phẩm sinh học xử lý nước đục, nước nhờn, váng nhớt, làm sạch nước, ổn định độ pH, hấp thụ độc tính, khử mùi hôi thối, phân hủy nhanh xác động thực vật, thức ăn dư thừa, mùn bã hữu cơ. Bên cạnh đó thì bà con cần phải bổ sung thêm vitamin C từ 200 cho đến 300g cho 100kg thức ăn, thời gian cho ăn từ 2 cho đến 3 ngày liên tiếp. Bà con chú ý là nuôi ghép với mật độ thưa, đảm bảo cho cá sinh trưởng và phát triển tốt. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở miền Trung, đêm nay và ngày mai do vẫn còn chịu tác động của dải mây dông, nên mưa rào và dông vẫn có khả năng xảy ra từ các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, với lượng tập trung chính tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Do có mưa nên nền nhiệt ban trưa và đầu giờ chiều tại khu vực này sẽ không quá cao, chỉ phổ biến từ 31 đến 32 độ, tiết trời khá mát mẻ. Trong khi đó, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ mưa sẽ xảy ra ít hơn, có chăng là những cơn mưa rào cục bộ vào chiều tối, còn ban ngày trời còn nắng vừa phải với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Đến với các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày mai gió Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ trung bình, nên về chiều tối thì mưa rào và dông vẫn xuất hiện, chủ yếu là ở khu vực Tây Nguyên và ở miền Đông Nam Bộ. Trong cơn dông, người dân vẫn cần lưu ý cảnh giác với các hiện tượng dông sét và gió rất mạnh. Thưa quý vị, mưa nhiều, độ ẩm cao khiến cho nấm gây bệnh trên hồ tiêu phát triển mạnh, trong đó phổ biến và nguy hiểm nhất là bệnh chết nhanh ở hồ tiêu. Bà con lưu ý triệu chứng của bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu là cây đang sinh trưởng bình thường, xanh tốt, thì đột nhiên lá biến sang màu vàng rồi rụng hàng loạt. Sau đó thì các đốt thân cũng bị thâm đen và rụng, bắt đầu từ ngọn trở xuống và xảy ra tương đối nhanh chóng. Chỉ sau một vài tháng là cả cây sẽ tiêu héo chết. Để phòng trừ bệnh có hiệu quả thì bà con cần áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp một cách thường xuyên, bao gồm chọn đất và thiết kế vườn, chế độ chăm sóc và các biện pháp tiêu diệt nguồn nấm bệnh. Đất trồng tiêu cần tơi xốp, thoát nước nhanh, vườn có hệ thống mương rãnh để tưới tiêu nước thuận lợi. Sau đợt mưa lớn thì không để vườn đọng nước lâu, thường xuyên vệ sinh vườn cây và bón phân đầy đủ, thích hợp theo thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây. Bà con có thể tiêu diệt nguồn nấm bệnh bằng cách dùng thuốc hóa học theo chỉ dẫn. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng, ban ngày trời nắng và nhiệt độ tăng nhẹ. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng sớm có mưa rào nhẹ, ban ngày trời giảm mây và hửng nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung nhiều tại phía bắc của khu vực, cần đề phòng có gió giật trong mưa dông, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ. Tại các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ở phía Bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Ở phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi, với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ. Tại vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ. Tại các tỉnh thành Nam Bộ, mây thay đổi, ban ngày trời có nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.